rồi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim răng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Và chúng ta hiệp ý để cầu nguyện cho linh hồn Geronimo trong nghi thức phát tang. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Con lạy Chúa Geronimo cầu trời. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến một đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người là Chúa. Nơi người chúng ta tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng cảm ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Bộ đồ tang và những chiếc khăn tang là tượng trưng cho nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô, người tin nơi Thiên Chúa, thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng. Trong thân phận con người, trong tình liên đới của thịt, ta để tang là chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là để nhớ đến tình thương của người quá cố để báo hiếu. Vùi dưới lớp vải liệm, chết đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt, để được sống lại vinh hiển với Chúa phục sinh. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc
nhắc nhở chúng ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền mà ta đã được mặc trong ngày chịu phép rửa tội, và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô đã phải chết và người đã được phủ một lớp khăn liệm trên mình, nhưng người có chết là chết vì yêu thương. Lúc này người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong hy sinh, đời bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho các tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô như vậy, sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luôn và bị chết muôn đời. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép cho những tang phục này. Lạy Cha là đấng cao hoa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thanh toán chung. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biến đau thương phấn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết trở nên trước tôn nga uy linh của Cha, để Cha thương xót tuân đổ môn hồng ân xuống cho tang quyến và cộng đoàn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban thưởng cho linh hồn Geronimo sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời, vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Ông Geronimo đã được chịu phép rửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng nay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho ông Geronimo, hy vọng ông Geronimo được hưởng vinh quang cổ trinh với Đức Kitô. Xin đánh hóa người anh em chúng con đây, trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người anh em chúng con được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đứng trước thi hài người quá cố, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để đức tin, đức cậy và lòng mến của chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và củng cố. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Không bao giờ Người chết nữa, tử thần chẳng còn quyền chi đối với Người. Đó là lời Chúa. Trần ai đổi thay luôn mãi.
trong sân. Cộng đoàn thân mến, ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, linh hồn Geronimo là người chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con. Xin cho linh hồn Geronimo mau đừng về với Chúa. Xin Chúa ngắn lời không con. Geronimo đang lại cho chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu, cùng với người chúng ta hãy thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin giờ để chúng con xa cho cam rỗ, nhưng theo chúng con cho hoài sự rơ. Là người từng trải qua thử thách đau thương, tất cả những người đứng dưới chân thánh giá Chúa, chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng bà, Giêsu Kitô xuống thế chỉ của mình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ quyền năng của Chúa, mà xin cho người anh em tín hữu chúng con là ông Geronimo được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đấng đánh bại thần chết, và xin cho ông Geronimo được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn thuở muôn đời. Amen. À, chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con biết rằng cái thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm của dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa ngự dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con và đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van.
Chúa Giêsu. Lạy cho chúng con. Thánh Đức Trời, Thánh Đức Trời, Thánh Đức Bà Maria. Ban tổ chức tang lễ chúng con xin được kính mời một vị đại diện cho dòng tộc lên phát những chiếc tang trắng cho toàn thể quý cụ, con cháu cũng như anh em dòng tộc nội ngoại sẽ chịu tang cụ trong buổi tang trọng này. Và giờ đây xin được kính mời một vị đại diện cho dòng tộc sẽ lên phát tang, xin được kính mời. Đã tăng chúng con được đáng nhận tăng thì con có lời cảm ơn thầy quý và các đức làm phép tăng thành các phép cho đã tăng chúng con và thầy những đức đã phát tăng chúng con được chính xác. Xin mời bà và con gái đến nhận tăng của ông. Lại cha ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi cha vội ra đi, con biết sao đền bồi nguyện xin lòng nhân của Chúa dù hương đón cha đi lòng thanh nhàn, bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dụng con tay biết theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ, cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn.
ta bước vô, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chính chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi. Tìm đâu tiếng nói của người êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha ngoài. Con cái vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn gia lo đi mô được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem đây mà tơ chúa đời sáng lang vui theo vô cùng an nhiên. Mùa tiên đến là học thơ bay lên trời cao, đây bao linh hồn trong chốn liên minh. Than văn xin mẹ lân ai thương tình cầu phận cổ. Tang lễ xin được và kính mời ông quản tu nhân có đôi lời thân yêu và kính phụ lời truyền lệnh. Bây giờ theo nguyên đã xong, giờ cầu nguyện của giáo cung đã xong, còn xin phép quý đồng đoàn ở lời thề quý cụ với ông bà xin phép gia đình gia can để phụ chúng con được ngồi hiểu lên để báo hiếu ông quản gia đình đi mô một lần cuối. Xin mời quý vị. Geronimo trở về cùng Chúa. Gia tang nhận được tình thương của quý cụ, quý ông, quý bà đã trở về dâng lời cầu nguyện và nổi hiệu lệnh để báo hiếu ông quản. Về giờ đây, ban tổ chức tang lễ xin được kính mời một vị đại diện cho gia tang lên có đôi lời cảm ơn quý cụ hàng khu cũng như quý cố, quý ông, quý bà. Xin được kính mời ông. Kính thưa bạn giáo giáo khu, các ông, các bà trong khu, linh hồn Geronimo là người anh của chúng con. Hôm nay Thiên Chúa đã biến đổi thân xác yếu hèn trở về cùng Chúa, được sự quan tâm của quý cụ cũng như bạn hành giáo và toàn thể cộng đoàn trong giáo khu đã đến sắp xếp các công việc và tham dự giờ nghi thức được quan cho anh con và cầu nguyện. Con không biết nói gì hơn, xin Chúa trả công vừa hậu cho quý vị. Và con cũng thay mặt cho chị con và các cháu cùng tạm đến chúng con xin chân thành cảm ơn. Con đoàn đại biểu huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Vi Sơn do ông Bân làm trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản cho đất nước. Một vị đại diện cho huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Vi Sơn có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh, xin được kính mời ông. Vâng, kính thưa quý cụ ông bà, thưa gia đình tang hiếu,
ông trưởng Geronimo đã được sự biến đổi từ thân xác yếu hèn của cuộc sống trần thế để bước sang cuộc sống mới. Với thân phận yếu hèn của loài người thì ông trưởng không thể tránh khỏi những lỗi lầm trước mặt Thiên Chúa được, mà giờ đây ông trưởng không còn làm gì cho mình được nữa, mà chỉ còn nhờ vào lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho đoàn lên dâng hương trước bàn thờ Chúa và linh cứu ông trưởng. Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Giờ cầu nguyện, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho Hội Con Đức Mẹ Đền Thánh Bắc Trạch lên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh, xin được kính mời. Kính thưa linh hồn ông Geronimo, kính thưa quý cụ ông bà và toàn thể mọi người nơi rạp tang, kính thưa gia tang, linh hồn Geronimo nay nghe theo tiếng Chúa gọi về đời sau, vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ông có những người em, người con là thành viên trong Hội Con Đức Mẹ. Vậy chị em chúng con toàn thể trong giáo xứ quy tụ về nơi tăng gia tăng đây dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Xin Chúa thứ tha các lỗi lầm cho ông, xin Chúa sớm đưa linh hồn ông về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Bây giờ cầu nguyện bắt đầu, con xin mọi người hiệp một ý cùng chị em chúng con vào giờ cầu nguyện. Xin giới thiệu một vị lên thắp hương trước bàn thờ Chúa và kính viếng linh hồn ông. Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin cho đoàn nên có đôi lời phân yêu. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và các quý vị hiện diện nơi giảm tăng, anh em chúng con là trong hội đồng ngũ năm 1986 của xã Bắc Hải, quan hệ với anh chị Thấu Liên được tin là cụ 250 về chiều Chúa. Anh chị em chúng con cũng có nén hương vòng hoa vào để thắp hương và cùng thêm lời cầu nguyện cho linh hồn cụ trong được và được hưởng vô nhan Chúa. Vậy được sự quan tâm của ban tổ chức, chúng con xin trân trọng giới thiệu hai vị đại diện lên tấm gương và đặt vòng hoa kính viếng linh hồn của cụ. Xin trân trọng kính mời. Chương trình thắp hương và đặt vòng hoa kính viếng linh hồn cụ đã xong, kính mời đoàn dành phút vĩnh biệt bắt đầu. Thay mặt cho ban tổ chức cùng lễ tang và xin được trân trọng cảm ơn tất cả các quý cụ, quý ông bà, cảm ơn ban tổ chức đã dành cho đoàn chúng tôi một thời gian để thắp hương, xin trân trọng cảm ơn. Và giới thiệu và kính mời huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Cồn Cao do ông Đệ làm trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo, xin được kính mời đoàn. Huynh đoàn Đa Minh có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh, xin được kính mời ông. Kính thưa gia tăng, thưa quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện nơi giả tăng thân mến. Hôm nay, huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Quan Cao chúng tôi được tin cụ Geronimo đã vâng theo thánh ý Chúa trở về nhà Chúa. Đoàn chúng tôi quy tụ về gia tăng trước hết là phân ưu chia buồn cùng gia đình tang hiếu và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ. Vậy trước khi và giờ cầu nguyện, xin kính mời vị đại diện cho đoàn nhân dân hương trước bàn thờ Chúa và kính viếng ông. Giờ dân hương đã xong, xin kính mời mọi người hợp ý với đoàn chúng tôi để dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tiếp theo, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu và kính mời Cha Đa Minh Chánh xứ Vi Sơn, ban hội đồng mục vụ giáo xứ Vi Sơn, ban ca đoàn, ban hội Con Đức Mẹ, ban kẻ nữ, hội Philomena liên xứ họ, giới trẻ giáo xứ Vi Sơn, cán bộ và nhân dân thôn Nam Trạch,
do ông Trùm Tởi làm trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Sau xin mời ban ngài cũng có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh, con xin được kính mời. Geronimo, kính thưa đại tăng quyến, thưa quý vị quý khách đang hiện diện nơi đây. Được tin của Geronimo, Chúa đã cho đi hết quãng đường trần thế về với Chúa. Hôm nay, cha chánh xứ Đà Minh cùng với ban hội đồng mục vụ, ban ca đoàn, ban kèn nữ của giáo xứ, hội con cái Đức Mẹ, ban giới trẻ cùng với hội Philomena liên giáo xứ giáo họ và đặc biệt là ban lãnh đạo đại diện cho nhân dân thôn Nam Trạch cùng về đây. Trước hết là hiệp lời cùng với gia đình dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng con và sớm đưa linh hồn Geronimo về hướng tôn nhan Chúa. Sau là xin chia sẻ nỗi buồn mất mát với đại tăng quyến, đặc biệt là với bác bá Thấu Liên, người nhạc phụ, người thân phụ kính quý đã được Chúa gọi về. Vậy là thắp hương của cha xứ cũng như các hội đoàn đã xong. Sau đây con xin kính mời cha cũng xin chia sẻ đôi lời với tăng hiếu, đặc biệt là với bác bá Thấu. Con kính mời cha. Thưa quý cụ ông bà anh chị em, trên là thưa đại gia tăng thân mến, thưa linh hồn ông Geronimo, có lẽ những ngày này cùng với toàn thể giáo hội chúng ta đang suy niệm sự thương khó của Chúa Kitô. Hôm nay đêm hôm qua cùng với toàn thể giáo hội chúng ta mừng Chúa Kitô sống lại, phục sinh vinh hiển. Với ông Geronimo thì trên con đường đi theo Chúa hơn 70 năm, ông đã đi theo Đức Kitô và con đường của Đức Kitô đi là con đường qua thập giá tới vinh quang, nên ông cũng phải bước qua con đường thập giá, đó là con đường của cái chết, để được phục sinh vinh hiển với ngài. Vì con cái, vì những tương quan với mọi người mà ông đôi khi cũng có làm lỗi nghĩa với Chúa, với anh chị em, thì giờ đây chúng ta xin lòng thương xót của Chúa thương tha thứ và đón nhận ông vào hưởng bình an với Chúa. Đây với tất cả tâm tình đó, các đoàn hiệp ý cùng với chúng tôi để cầu nguyện cho ông, để xin Chúa đón nhận linh hồn Geronimo, người tôi tớ của Chúa, và hưởng bình an sự sống vĩnh cửu với ngài. Giờ đây chúng con xin kính mời các quý chức cũng như toàn thể các cộng đoàn và đại gia đình tăng quyến hợp lời cùng với cha xứ, cùng với cộng đoàn cũng như các ban ngành đoàn hội, chúng con dâng lời cầu nguyện. Nhân lên cha và con và thánh thần an men. Lạy Chúa, con ơi con cầu xin kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng tội nào ai rối thường, bởi Chúa ơn có lòng lành, cùng về lời Chúa ban ơn. Làm dân đứng Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người so đêm, vì người dân nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Geronimo được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Geronimo cha chánh xứ Vi Sơn cũng như ban hội đồng mục vụ giáo xứ Vi Sơn cùng các ban ngành đoàn hội của giáo xứ Vi Sơn đã làm giờ cầu nguyện xong,
Ban tổ chức tang lễ xin trọng giới thiệu một vị đại diện cho đại gia đình tang gia để có đôi lời cảm ơn cha cũng như toàn thể với sư đồ chỉ được chúng tôi. Trọng kính cha chính sứ Vi Sơn, kính thưa ban hội đồng phục vụ giáo xứ Tân Kiều, kính thưa các ban ngành đoàn hội của giáo xứ Vi Sơn. Đặc biệt hôm nay Chúa đã gọi linh hồn Geronimo là bố của anh em chúng con về với Chúa, giờ đây được cha chính sứ và ban hội đồng phục vụ giáo xứ các ban ngành dâng lên trên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha nhất để cháu đưa linh hồn Geronimo bố của chúng con được về với Chúa. Vậy giờ đây con chẳng biết nói gì hơn, con chỉ biết nguyện xin Chúa phục sinh muôn đổ hồng ân xuống cho cha và cộng đoàn. Một giờ nữa con xin cúi đầu và cảm tạ tri ân. Đoàn đại biểu ban hội đồng phục vụ đền Thánh Bắc Trạch khóa 1998 và 2001 và hội gia trưởng đền Thánh Bắc Trạch cho ông Trùng Thành làm trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản gia Geronimo, xin được kính mời đoàn. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho ban hội đồng mục vụ đền Thánh Bắc Trạch khóa 1998 và 2001 nên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh, xin được kính mời ông. Các cụ, chư ông chư bà trong rạp tang, kính thưa ban tang lễ và gia đình tang quyến, ông Geronimo, Chúa đã cho ông sống ở trần gian này là 72 năm. 72 năm ông vẫn theo Chúa, và hôm nay trong đời bình sinh ông cũng đồng hành với anh em chúng tôi niên khóa 98 và 2001. Hôm nay đứng trước bàn thờ Chúa bên linh cứu ông cùng với ban hội gia trưởng giáo đức đền Thánh Bắc Rạch, đứng trước linh cứu ông ngậm ngùi ngứa lệ chẳng biết nói chi, thì biết dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha, xin Chúa thứ tha và đưa ông về cùng Chúa. Vậy trước khi cầu nguyện, tôi xin trân trọng giới thiệu các đoàn lên trước bàn thờ Chúa và bên linh cứu ông thắp hương và có vòng hoa để tưởng nhớ lên linh hồn ông. Con và thánh thần amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng nước ta thì đến như ta thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Hôm nay lương giờ ngày và ta ở chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con, xin cho để chúng con tha trước cam rỗ những cứu chúng con ra khỏi tội lỗi. Dòng tộc họ ngoại khu một do ông Thùng Yên làm trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo, xin được kính mời đoàn. Tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho đoàn nên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh, xin được kính mời ông. Kính
Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể các vị quý khách xa gần đang hiện diện nơi làm tang. Ông Geronimo được Chúa gọi ra khỏi thế gian về với Chúa. Hôm nay đứng trước linh cứu ông là đoàn đại biểu quý họ ngoại, trong đó có những người anh, người em, rồi các cháu đứng trước linh cứu ông để dâng lên Thiên Chúa, xin vì công nghiệp từ nạn phục sinh của Chúa Kitô ban cho ông được sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Trong đời sống, mỗi người chúng ta có một trái tim, và một trái tim biết vui, biết buồn. Thì hôm nay những trái tim đó cũng phải sầu buồn, thương nhớ và thương tiếc ông. Trong ý của Thiên Chúa thì khác hẳn với ý của loài người. Cho nên đoàn đại biểu của quý họ ngoại cũng vui lòng và cảm thông và chia sẻ cùng với bà và phu cũng như toàn thể anh chị em con cháu trong dòng tộc họ Nội vì sự ra đi của ông. Và cũng mong rằng mọi người chúng ta biến những nhớ nhung đau thương thành hành động cụ thể, đó là tin vào Đức Kitô, người đã chịu nạn chịu chết để cứu chuộc, và ông sẽ sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Và trân trọng giới thiệu các vị trong đoàn lên thắp hương kính viếng ông. Đại diện trong đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng ông. Vòng hoa kính viếng ông đã xong, xin mọi người hợp ý để cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vì tình thương đến hồn này, cầu cho chống được tới ngày hiển vinh. Kính thưa dòng họ ngoài, hôm nay được tin anh con ra đi về với Chúa, và được tất cả các anh, các chị, các cháu tổng thể trong dòng ngoại ngoại đến đặt vòng hoa thắp hương kính viếng và dâng lên lời cầu nguyện thiết tha, dâng lên Thiên Chúa để Thiên Chúa biến đổi linh hồn anh con được trở về cùng Chúa. Và con xin đại diện cho tất cả anh em, các chị, các cháu đại tang quyến xin hết lòng cảm ơn dòng họ ngoại. Và khi anh con đã sự phương trưởng, từ khi bước chân ở dòng họ ngoại ra, dòng họ Nội này cũng được gần một nửa cuộc đời. Và hôm nay cái tình cảm để dòng họ ngoại dành cái tình cảm đó đối với linh hồn Geronimo là thân phụ của anh, là người anh, thân phụ của các cháu. Đây, em xin đại diện cho đại tham gia xin cảm ơn ban tổ chức dòng họ ngoại và tất cả các quý vị. Xin mời quý vị đưa lại cho tang sớm nhất. Ban tổ chức tang lễ xin trình trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ông bà thông gia con của cụ do anh Hương làm trưởng đoàn. Xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Trước giờ cầu nguyện, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho các gia đình thông gia với con của cụ lên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể mọi người hiện diện nơi phòng tang kính mến. Kính thưa cụ bà cũng như toàn thể các ông, các bà và lân bằng quyến thuộc đại gia đình tang quyến kính mến. Hôm nay toàn thể gia đình chúng con là thông gia với con của cụ, chúng con nhận được tin cụ
được Chúa biến đổi về đời sau. Hôm nay toàn thể mọi người chúng con quy tụ trước linh cữu của cụ đây, trước hết là dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha. Xin Chúa sớm nhận lời cầu nguyện của chúng con và tha án phần phạm lỗi lầm khi còn sống ở trần thế mà phụ trót phạm trước mặt Chúa, để Chúa lấy lòng nhân từ hài hà mà sớm đưa cụ về hưởng nhan thánh Chúa. Sau nữa là chúng con cũng có lời chia buồn sâu sắc nhất tới cụ bà cũng như toàn thể các ông các bà và đại gia đình tang quyến. Trước giờ cầu nguyện, con xin giới thiệu một vị lên đặt vòng hoa tưởng nhớ tới hương hồn cụ cũng như trước nhan thánh Chúa, và toàn thể mọi người cắm nén hương trầm lên bàn thờ Chúa để cầu nguyện cho cụ. Vòng hoa cũng như cắm hương đã xong, con xin mời mọi người hiệp ý cùng với chúng con để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thức và ngày, và ta nợ chúng con như chúng con ông ta kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám rỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ, Amen. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Geronimo được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng long vui vẻ vô cùng, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Trong buổi giờ này, toàn thể các ông các bà tham gia với con của cụ đã làm giờ kinh cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo đã xong, và tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình tang gia nên có đưa lời cảm ơn. Xin được kính mời ông. Kính thưa quý cụ, kính thưa quý cụ, quý ông quý bà, đặc biệt là quý ông bà thông gia, trong những ngày những năm tháng qua bố con nằm trên giường bệnh thì được quý ông bà thông gia đến động viên tinh thần lại còn vật chất. Nhưng đến hôm nay, Chúa đã gọi linh hồn Geronimo là bố của anh em chúng con về với Chúa. Quý ông bà thông gia dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha nhất để chóng đưa linh hồn Geronimo, bố của chúng con, được hưởng tôn nhan Chúa. Vậy giờ đây, con chẳng biết nói gì hơn, chỉ nguyện xin ơn Chúa phủ thinh ban muôn đổ hồng ân xuống cho tới quý cụ, quý ông bà. Một lần nữa con xin chân thành và cảm ơn, xin cúi đầu cảm tạ. Và giờ cầu nguyện tiếp theo, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu dòng ngõ ông Lẫm, do ông Lẫm làm trưởng đoàn. Xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo. Xin được kính mời. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho dòng ngõ lên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa quý cụ ông bà đang hiện diện nơi giả tang, ông Geronimo là một thành viên trong dòng ngõ sở tại của anh em chúng con. Vậy hôm nay đã được các ông, các bà cùng toàn thể mọi người trong dòng ngõ trước hết đã trở về đây để cầu nguyện cho ông và chia sẻ những mất mát với gia đình tang quyến. Vậy trước giờ cầu nguyện, con xin giới thiệu một vị lên thắp hương trước bàn thờ Chúa và bên linh cứu người quá cố. Trước sau xin mọi người đang hiện diện nơi lạc tang cùng với dòng ngõ sở tại chúng con để dâng lời cầu nguyện cho ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Con xin trân trọng giới thiệu đức ông Geronimo, ngài cũng có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh. Con xin được kính mời đức ông. Kính thưa gia tăng cũng như tất cả quý khách, các
Hôm nay nghe tin Chúa gọi ông Geronimo về với Chúa là trong tâm tình của trong giáo xứ đó vậy, nhưng mà đối với tôi thì nó lại là một cái tình nghĩa của anh em trong họ tộc, nên là không thể nào mà không cầu nguyện cho ông. Nhớ đến ông ngày xưa cũng cùng có những lúc chia vui sẻ buồn với nhau trong cuộc sống, có những ngày thì chúng ta cũng đã cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống của bận rộn của ngày xưa của thời cuộc, nhưng mà sau đó thì chúng ta mỗi người cùng hoàn cảnh cùng có những cái sự liên đới với nhau, nhất là trong tinh thần của người. Và chúng ta hôm nay tôi cũng muốn cùng với tất cả quý vị cũng xin hợp ý để cầu nguyện cho ông, xin Chúa ban cho ông được mau nhanh thánh Chúa rồi cầu nguyện lại cho chúng tôi, để chúng tôi luôn trung thành với ơn gọi của mình để làm sáng lên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Bây giờ thì xin mọi người chúng ta hợp ý cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thánh Thần, người thương thân viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đang ngồi thánh đường. Kính thưa các dì dòng đến thứ giá, kính thưa anh chị em,
có mặt tại Trà Tang hôm nay. Được lời cầu nguyện của Đức Ông và các dì và toàn thể anh chị em, hôm nay dâng lên lời cầu nguyện cho linh hồn Geronimo là người anh, là người thân của gia đình Tam Quyến. Con xin đại diện cho chị và các cháu tại Tang Gia xin hết lòng cảm ơn Đức Ông, các dì và anh chị em có mặt tại nơi phòng tang này. Một lời cảm ơn chân thành và một lời sâu xa nhất để dâng lên linh hồn Geronimo. Con nghĩ rằng linh hồn Geronimo sẽ đón nhận những cái hồng ân và Đức Ông và các dì đã cầu nguyện hôm nay. Con đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn và mời Đức Ông và đại các dì mọi người đưa lại phòng tang để anh em con mời nước. Con xin cảm ơn. Trước khi vào giờ cầu nguyện, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho đoàn nên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời đoàn. Các cụ, các ông, các bà hiện diện nơi dọc tang. Thưa gia đình tang hiếu, ông quản Geronimo đã nghe theo tiếng Chúa gọi trở về cùng Chúa. Hôm nay gia đình anh em chúng tôi cùng với các cháu, các con của gia đình Gia Phong vào dâng lời cầu nguyện cho ông. Xin vì công nghiệp Chúa đã tử nạn và phục sinh, xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện và đưa linh hồn Geronimo về hưởng nơi tôn nhan Chúa. Trước giờ cầu nguyện, xin trân trọng giới thiệu hai vị lên thắp hương và đặt vòng hoa trước linh cữu. Nguyện lên cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha, con ở trên trời, Chúa ông lên cha ta cha nước ngài đi lên ra để cho đất cũng như lên trời. Và kính mời dòng ngõ ông chức cháu khoa và gia đình ông bà cách thông gia do ông chức làm trưởng đoàn. Xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Xin được kính mời đoàn. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hai đoàn nên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Kính thưa quý cụ ông bà cùng toàn thể mọi người đang trong rập tang, kính thưa bà quả phụ, kính thưa đại gia đình Tam Quyến, hôm nay dòng ngõ chúng con cùng với gia đình ông bà ông Cách nhận được tin Chúa gọi linh hồn ông Geronimo, quản Geronimo về với Chúa. Vậy trong dòng ngõ và gia đình ông bà Cách trở về đây trước hết để cầu nguyện lên Thiên Chúa, xin Chúa hãy thứ tha những lỗi lầm của ông quản Geronimo đã trót phạm, để chóng đưa linh hồn ông quản Geronimo về hưởng tôn nhan Chúa, và sau xin có lời phân lưu chia sẻ với đại gia đình Tam Quyến. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, xin giới thiệu một vị lên thắp hương kính viếng linh hồn ông và ông lên đặt vòng hoa để tưởng nhớ đến ông. Đã xong, con xin mọi người trong rạp tang hợp ý cùng với chúng con để dâng lời cầu nguyện linh hồn ông. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Xin trân trọng giới thiệu các vị sẽ lên thắp những nén hương trầm trước bàn thờ Thiên Chúa để tưởng nhớ tới linh hồn Geronimo. Xin được kính mời đoàn.
nghi thức thắp hương đã xong. Xin kính mời đoàn chúng ta để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin cảm ơn đoàn. Xin mời đoàn về phòng khách xế nước và tham dự các giờ cầu nguyện tiếp theo. Giờ cầu nguyện tiếp theo, hội đồng mục vụ họ Quân Trạch và ban dòng Ba Đa Minh họ Quân Trạch do ông Chủng làm trưởng đoàn. Xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Xin được kính mời đoàn. Trước giờ cầu nguyện, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho đoàn nên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Kính thưa ban trùm giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa đại gia đình tăng hiếu, kính thưa quý cụ, quý ông bà hiện diện trong rạp tang hôm nay, hội đồng mục vụ và ban dòng Ba Đa Minh giáo họ chúng tôi nghe tin linh hồn Geronimo được Chúa gọi về. Nhận được tin hôm nay, ban hội đồng mục vụ và huynh đoàn Đa Minh giáo họ Quân Trạch sẽ trở về tại tăng quyến, trước hết là phân ly cùng với bà quả phụ, anh em và con cháu trong gia đình. Sau nữa là cầu nguyện cho linh hồn Geronimo sớm được Chúa thương gọi về hưởng tôn nhân Chúa. Và gia đình họ giáo chúng tôi cũng xin tri ân với ông Quảng cách đây 20 năm cũng đã hy sinh cho giáo họ chúng tôi khi bắt đầu làm nhà thờ. Và đối với anh em cũng xin chia buồn cùng với ông Đảo, ông Thường và ông bà, ông Tưởng Thấu là những người con của linh hồn Jose Geronimo hôm nay mà được Chúa gọi về. Giáo họ Quân Trạch luôn luôn lúc nào cũng tri ân đến các quý vị đã giúp đỡ cách này cách khác. Hôm nay nghe tin ông được Chúa gọi về, giáo họ chúng tôi cùng với huynh đoàn trở về tăng quyến để cầu nguyện cho ông, mong ông Chúa thương ông sớm được trở về với Chúa. Trước giờ cầu nguyện, xin giới thiệu quý ông lên thắp hương và đặt vòng hoa. Giờ thắp hương và đặt vòng hoa đã xong, xin kính mời quý cụ, quý ông bà trong rạp tang xin hợp ý cùng với cộng đoàn giáo họ chúng tôi và ban dòng cầu nguyện cho linh hồn Geronimo hôm nay. Nhớ đi cha và con và anh thần, amen. Trên đời lòng con nghe nhói khi gọi hai tiếng cha ơi, xin cho cha đời đời mãi nghỉ yên, xin đưa cha về cùng với tổ tiên, về nơi thiên quốc bên tòa Chúa nhân hiền, cha mãi an vui, không còn những ưu phiền. Lễ xin trân trọng giới thiệu hai vị đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa và tấm lễ để tưởng nhớ tới linh hồn ông Geronimo. Xin trân trọng kính mời đoàn. Nghi thức đặt vòng hoa và thắp hương đã xong, xin đại diện cho đoàn xin mời đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Thôi, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất, xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý đoàn trở ra phòng khách, ca đang được mời nước. Tang lễ và gia đình trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu quý thầy con cha Vinh Sơn Ngô Thái Phong, là con cháu của Bá Liên Thấu, do thầy Vinh Sơn Tạ Văn Đông là trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Xin trân trọng kính mời quý thầy. Giờ cầu nguyện, ban tổ chức tang lễ xin giới thiệu một thầy đại diện cho các quý thầy có lời phân lưu cùng đại gia đình tăng quyến và làm chủ giờ kinh cầu nguyện. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa đại gia đình tăng quyến, được tin ông Geronimo được Chúa gọi về, trước hết toàn thể anh em chúng con xin được có nén hương và lãng hoa kính dâng lên linh hồn ông Geronimo. Tiếp đến, chúng con xin được phân ưu với đại gia đình tăng quyến cách đặc biệt với gia đình bác Thấu Liên. Sau nữa, chúng con có đôi lời cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo sớm được Chúa đưa về hưởng nhan Thánh Chúa, và cầu nguyện cho đại gia đình tăng quyến luôn vơi đi những cái nỗi ưu sầu và luôn biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Giờ đây xin quý cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con để dâng lời cầu nguyện. Xin quý cộng đoàn chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Một vị đại diện cho đoàn lên thắp hương và đặt lễ viếng. Xin kính mời ông. Lễ viếng của đoàn đã xong, xin mời đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất, đại diện ban tang lễ và gia đình xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý đoàn trở ra phòng khách gia tang được mời nước. Hiệu và kính mời đoàn đại biểu gia đình bà Châu thông gia và đoàn đại biểu anh em đồng hương Nha Trang cùng với anh chị Tiếp, do anh Tiếp làm trưởng đoàn vào thắp hương và làm chủ giờ kinh cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Xin trân trọng kính mời hai đoàn. Tang lễ xin giới thiệu các vị đại diện cho hai đoàn lên đặt những vòng hoa và thắp nén hương trầm để tưởng nhớ tới linh hồn ông Geronimo. Xin trân trọng kính mời. Nghi thức thắp hương và đặt vòng hoa của quý đoàn đã xong. Xin mời tất cả các quý vị hợp một ý trong giờ cầu nguyện này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa, với tình cảm liên đới, các ông, các bác,
từ xóm phố Nguyễn Du, Hải Hà, Quảng Ninh. Đất trạng anh chị Dũng Luyến do ông Lão làm trưởng đoàn vào đặt vòng hoa thắp hương và kính viếng hương hồn ông Geronimo. Xin trân trọng kính mời đoàn. Cho đoàn lên đặt vòng hoa thắp hương kính viếng hương hồn ông. Có lời điếu chia sẻ cùng đại gia đình Tam Quyến, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa hương hồn ông Trần Công Cước, kính thưa ban lễ tang và gia đình nhà Hiếu, kính thưa toàn thể các ông các bà trong phòng tang. Chúng tôi được tin ông qua đời là xóm phố Nguyễn Du, Hải Hà, Quảng Ninh là nơi con cháu ông Dũng đến lập nghiệp. Biết tin ông qua đời, chúng tôi đến đây để có vòng hoa và nén hương thơm để kính viếng hương hồn ông. Chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình trước vong linh ông và vĩnh biệt ông về nơi an nghỉ trước ngàn thu. Vĩnh biệt ông, xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Tình cảm trên 200 cây số, quý vị đã bớt chút thời gian, đã mang những lãng hoa và nén hương trầm trở về với gia đình gia tang chúng tôi. Giờ đây nghi thức thắp hương và đặt vòng hoa đã xong, đại diện ban tang lễ và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Xin đoàn trở ra phòng khách gia tang, chúng tôi được mời nước, xin chân thành cảm ơn. Tôi lời phân yêu cùng với đại gia đình tang gia chúng con, chúng con xin được kính mời cha. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa đại gia đình Tàng Quyến, sự ra đi của ông quản Geronimo trong những ngày tuần thánh làm cho mỗi người chúng ta thật là bàng hoàng. Trước hết còn đến đây để thành kính phân yêu với toàn thể đại gia đình Tàng Quyến, với giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch về sự ra đi của người thân yêu, của người anh em tín hữu nhiệt thành tông đồ và Đức Kitô phục sinh. Chúng ta phó dâng linh hồn Geronimo cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Geronimo hòa hưởng hạnh phúc nước trời. Giờ đây chúng ta cùng sốt sáng dâng lời cầu nguyện. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương đắm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng tràn chứa trao rồi cho tăng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa mỗi bất đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến nắng ô con ngày đêm thầm xa cột tràn đàn ơn thiên. Ta dâng những lời an ủi lên Thiên Chúa, hồi sớm đưa linh hồn Geronimo trở về cùng Chúa.
và cũng là an ủi đảng tăng gia chúng con. Con xin trả lời cho đại gia đình tăng gia, xin chân thành cảm ơn và mời cha về phòng khách chúng con để chúng con được mời nước. Giáo xứ Đền Thánh, kính thưa cộng đoàn giáo khu ba, kính thưa quý cố quý cụ quý ông quý bà cùng toàn thể các ban ngành của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch, cũng như toàn thể các vị khách quý nơi gia đình và các vị khách nơi liên xứ họ. Giờ này nơi rạp tang nhận được tình cảm yêu ái của toàn thể ban hội đồng mục vụ cũng như quý cố quý cụ quý ông quý bà cùng các ban ngành của giáo xứ Đền Thánh quy tụ về nơi rạp tang để hợp một ý dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cho linh hồn ông Quảng Geronimo sớm được về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ lên có đôi lời phân ưu và làm chủ giờ kinh, xin được kính mời ông. Trọng kính ông Quản Geronimo, kính thưa quý thầy, quý dì, quý cô, quý ban hội đồng mục vụ tân cựu liên xứ họ, cộng đoàn dân Chúa Đền Thánh, các ban ngành đoàn hội, quý khách xa gần, ân thân nhân và đại gia tang kính mến. Ông Quản Geronimo chúa đề ở Dương Thế 72 năm, cả cuộc đời
ông cái tin vào Chúa Kitô mà ông thực làm đức tin vào việc làm cũng như lời cầu nguyện. Ông đã tham gia khóa ban cùng, ông phục vụ nhà Chúa cũng như phục vụ giáo khu thật là tốt đẹp và hy sinh. Lúc xây dựng đền thánh, ông luôn luôn động viên con cháu chính ông cũng là người xuất sắc để tham gia vào việc xây dựng đền thánh. Kỷ niệm của con đối với ông và cũng như trong các ông các bác tổ đúc chuông, một cái chuông rất là khó khăn lúc đó, nhưng ông làm trưởng ban, ông luôn luôn đi để đến cùng các cơ sở anh em xa quê để xin tiền về đóng góp cùng với cộng đoàn giáo khu đúc lên quả chuông 3 tấn. Nay Chúa biến đổi ông trở về cùng Chúa, cộng đoàn chúng con rất hết đến trước bàn thờ Chúa cơ sở Gia Tăng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha. Nguyện xin Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con mà bớt mọi lỗi lầm. Ông Quảng Giadolimo còn ở trần thế lỗi phạm mà chẳng được hưởng tôn nhan Chúa. Sau chia sẻ cùng bà ân thân nhân và đại Gia Tăng, nguyện xin Thiên Chúa Đức Maria luôn luôn đồng hành nâng đỡ bà cũng như ân thân nhân và đại Gia Tăng bớt sự phiền muộn mà thể hiện bằng lời cầu nguyện cho linh hồn Giadolimo chóng được hưởng tôn nhan Chúa. Và nguyện xin Thiên Chúa để cho đại Gia Tăng cũng như cộng đoàn giáo khu 2 và cộng đoàn chúng con để tổ chức đám lễ tang của ông được muôn phần tốt đẹp. Vậy trước khi vào lời cầu nguyện, con xin giới thiệu quý vị các đại diện cho các ban ngành lên trước bàn thờ Chúa dâng lên những nén hương trầm và những bức trướng. Hợp một ý. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngôi bà Thiên Chúa được xuống tên xuống con mang lòng ơn chan chứa an toàn mọi xa chúng con tiếng chúng con rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất này là chiếc lều bị phá hủy đi, thì nhưng chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người làm ra. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền dịu và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, con ở dưới bờ sao kêu đến Chúa. Xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu van, lại lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai lối được? Chúa an có lòng lành, cùng về nơi Chúa tha thứ. Con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy về đời hoa ấy. Thì đã trông thấy Chúa, nhưng kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày. Hãy trông thấy người do liên, vì người lớn nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Thầy Chúa xin ban cho linh hồn sẽ rõ đi vô được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Thầy Chúa xin cứu lấy linh hồn sẽ rõ đi vô cho khỏi tù mà được nghỉ liên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Trời sẽ bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng dùng những sự thông khó cho các linh hồn thiên á được lộ ơi. Thế là chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng tha phần phạt cho linh hồn Geronimo chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện đầu ơi thì xin mơ gỡ tù rạc ấy cho ra, mà đem đến chút hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, do linh hồn Geronimo được lên chốn nghỉ hàng xem thấy mặt đất Chúa trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Thank you.
Điện Thánh, kính thưa ban chấp hành giáo khu ba, kính thưa quý cố, quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Điện Thánh, các ban ngành đoàn hội, quý khách xa gần liên xứ họ. Giờ này toàn thể mọi người chúng ta quy tụ về bên linh cữu của ông quản Geronimo, chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời kinh tiếng hát, hầu sớm đưa linh hồn ông quản Geronimo trở về nơi miền đất hứa Chúa đã hứa cho mỗi người tín hữu. Vì vậy giờ này nơi trạm tang lại nhận được tình thương của tất cả mọi người, lại quy tụ về nơi trạm tang để cầu nguyện cho linh hồn ông quản. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho đại gia đình tăng gia lên có đôi lời cảm ơn ban hội đồng mục vụ, quý cố, quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Xin được kính mời ông. Trọng kính các cụ, các ông, các bà, các cô bác và toàn thể cộng đồng dân Chúa, và trọng kính ban hội đồng mục vụ tân cựu, trọng kính ban khu ba và các ban ngành và toàn thể cộng đồng dân Chúa xa gần đã quy tụ nơi giả tang gia đình chúng con hôm nay, dâng lên lời cầu nguyện thiết tha. Sự cầu nguyện đó chắc linh hồn Geronimo là người thân trong gia đình chúng con cũng được sự nhận lời của Thiên Chúa đón đưa linh hồn Geronimo được trở về với Chúa. Con không biết nói gì hơn, xin đại diện cho chị và các cháu và đại tang gia chúng con xin có lời tri ân đến ban hội đồng mục vụ tân cựu, ban hàng giáo khu ba và toàn thể các ban ngành và tất cả anh chị em xa gần đã hiện diện nơi giả tang gia đình chúng con hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn và mời các quý vị cùng cộng đoàn lui lại giả tang gia đình chúng con được mời nước. Con xin chân thành cảm ơn. Theo ban tổ chức tang lễ và gia đình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành và cộng đoàn giáo khu 4 Đền Thánh Bắc Trạch do ông quản vụ làm trưởng đoàn. Xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng và là cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo. Xin kính mời ban kinh nhạc nữ. Chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho cộng đoàn giáo khu 4 lên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Kính thưa
Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý cụ, ông bà và cộng đoàn Đền Thánh Bắc Trạch. Đang trong lúc toàn bộ giáo hội và giáo dân Đền Thánh kính lòng Chúa thương xót tưởng niệm cuộc Chúa Giêsu chịu đàn, thì bỗng nghe 7 tiếng chuông buồn. Thật vậy, Chúa đã biến đổi ông quản Geronimo về hưởng tôn nhan Chúa. Tối hôm nay, giáo khu 4 và cộng đoàn giáo khu đứng trước bàn thờ Chúa, đứng trước thi hài ông, nghiêng mình kính cẩn lạy Chúa. Xin Chúa nhận lời cầu bầu của cộng đoàn giáo khu chúng con và sớm đưa linh hồn ông quản về hưởng tôn nhan Chúa. Và xin chia sẻ nỗi mất mát cùng đại gia đình tang quyến. Trước giờ cầu nguyện, xin giới thiệu hai vị lên thắp hương và đặt bức trướng trước bàn thờ Chúa và thi hài ông. Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con đã đến trời, trong văn nguyện anh Cha ca sang, nơi Cha thì thế, đi Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Con cấy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn Geronimo được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mang những Chúa nơi sáng đang vui vẻ vô cùng hoan lòng đất thôi để ôm
dân cha và con và thánh thần. Amen. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành và cộng đoàn giáo khu 1 đền thánh Bắc Trạch do ông quản trưởng làm trưởng đoàn, xin kính mời đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo. Tăng lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho toàn thể cộng đoàn giáo khu 1 nên có đôi lời phân yêu và làm chủ giờ kinh, xin được kính mời ông. Kính thưa quý cô, quý cụ, quý ông bà, kính thưa các quý chức tân cựu, kính thưa các quý khách xa gần, kính thưa đại gia đình tăng quyến, ông quản linh hồn Geronimo đã nghe theo tiếng Chúa gọi để trở về cùng Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, Chúa đã ban cho ông sống nơi dương thế 72 năm. Với chặng đường đối với ông, đặc biệt đối với ông sinh ra lớn lên tại cộng đoàn giáo khu 1, với ân nghĩa cùng chung một giáo khu, hôm nay ông lại trở về với nơi quê nội để sinh sống tại giáo khu 2. Vậy hôm nay quý cố, quý cụ, quý chức tân cựu, quý cộng đoàn trong giáo khu, trước hết đến nơi gia tang để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo và chia buồn sâu sắc với bà cũng như anh chị em các cháu trong gia đình. Vậy trước giờ cầu nguyện, xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho cộng đoàn giáo khu nên thắp hương trước bàn thờ Chúa và thi hài ông. Một vị đã đặt bức chướng trước bàn thờ Chúa và thi hài ông. Còn xin kính mời quý cụ, quý ông bà, quý khách xa gần, mọi người hiện diện nơi đặt tang hợp ý ông giáo khu 1 chúng con để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo. Xin Chúa nhận lời lòng nhân từ và sớm đưa linh hồn ông quản về hưởng ánh sáng quyền năng Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Geronimo được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng lên vui vẻ vô cùng. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ đền thánh Bắc Trạch do ông trưởng An làm trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo. Xin kính mời ban kim nhạc nữ. Thank you.
nguyện. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình Phật tử Thánh Tâm nên có đôi lời phân ưu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Kính thưa các cụ, quý ông bà cùng toàn thể mọi người đang hiện diện nơi rạp tang, rất kính mến. Kính thưa gia tang, hôm nay ông Quảng Geronimo đã đi hết quãng đường đời. Thiên Chúa đã biến đổi Ngài về cùng Thiên Chúa. Vậy gia đình Thánh Tâm Giáo xứ Đền Thánh Chúng Con đến đây trước hết cùng ban trật tự giáo khu 2 trước hết đến dâng lời cầu nguyện cho ông. Xin Thiên Chúa tình thương sớm đưa linh hồn ông về hưởng ánh sáng tu nhân Chúa, và có lời chia buồn sâu sắc nhất tới đại gia tăng. Và trước khi vào giờ cầu nguyện, xin một vị đại diện thắp hương trước bàn thờ Chúa và một vị đặt bức chướng. Và ban trật tự giáo khu 2 có bổng lễ xin xin nghi thức đã xong, xin mời mọi người hợp ý cùng gia đình Phật tử chúng con để dâng lời cầu nguyện cho ông. Thiên Linh Cha bà con và Thánh Thần, amen. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu ông quản khu lên có đôi lời phân ưu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Con trọng kính các cụ, kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý cố, quý khách xa gần, quý ban hội đồng phục vụ tân cựu, các ban ngành đoàn hội, quý khách gần xa, quý ân thân nhân trong gia đình, kính thưa gia đình gia tăng, con được biết trong bài đọc có nói sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa, sống hay chết đều thuộc về Chúa. Ông quản Geronimo, Chúa đã biến đổi về với Chúa với thân xác mỏng giòn chẳng làm được gì nữa, chỉ nhờ lời cầu nguyện của quý cụ ông bà. Hôm nay cộng đoàn khu 2 chúng con cùng với giới trẻ của giáo khu quy tụ về gia đang đây để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Và trước khi vào giờ cầu nguyện, con xin hai vị lên thắp hương. Thứ hai, xin mời hai vị lên đặt bức chướng và vòng hoa. Giờ thắp hương và đặt bức chướng đã xong, con xin mời quý cụ, quý ông bà cùng cộng đoàn giáo khu và thần thể quý cộng đoàn hợp lời cầu nguyện cho linh hồn ông quản Geronimo.
cùng khu chúng con giờ cầu nguyện được bắt đầu. Cho nên cha và con bà thánh thần Amen. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con, xin chớ để chúng con đã chưa cam rỗ những cái chúng con cho khỏi sự rửa. Amen. Con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Jeronimo được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Trọng giới thiệu một vị đại diện cho đại gia đình tăng gia nên có đôi lời cảm ơn quý cụ quý ông quý bà, xin được kính mời ông. Kính thưa ban chấp hành giáo khu cùng toàn thể các cô các ông các bà và các bạn trẻ kính mến, Chúa đã thưởng công cho người anh của chúng con trên trần thế là được 72 năm. Khi anh Cân bình sinh thì về sống với khu hai là 35 năm, được sự quan tâm của các cụ vô lẫm tầng tầng lớp lớp, rồi cũng như trong giáo khu mỗi ngày một đoàn kết, mỗi ngày được yêu thương. Khi con anh con lâm bệnh 12 năm, mỗi một năm thì bệnh nó lại tăng lên, nhưng con thấy được một sự đoàn kết yêu thương của quý vị thăm hỏi động viên chia sẻ, con tin rằng chắc chắn anh con sẽ vững tin vào Thiên Chúa và đã tín thác. Nay Chúa cất bất anh con về, lại được các cụ ban hành giáo cũng như toàn thể quý cộng đoàn trong giáo khu và các bạn trẻ đến cầu nguyện và chia sẻ động viên an ủi tăng quyến chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, xin Chúa trả công bồi hồi cho quý vị. Và có cái lời đặc biệt hơn nữa là mấy ngày cuối đời của anh con được ông quản cũng như các cụ vua lẫm đến gia đình anh con để động viên, con thấy được một cái sự rất mạnh mẽ về đức tin cho anh con. Vậy chúng con không biết nói gì hơn hết, xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị rất nhiều và cũng cầu nguyện nhiều cho anh con. Con thay mặt cho chị con và các cháu cùng toàn thể tăng quyến chúng con xin hết lòng cảm ơn. Giờ viếng đã xong, con xin xin mời quý vị đưa hai xin nước và sắp xếp cũng về công việc cho gia đình tạm kiến chúng con rất là bối rối, mong sự ông quản tất cả các cụ hàng khu giúp đỡ anh là chúng con làm sao cho từ giờ đến sáng mai được thiên thần tốt đẹp và chỉ hết. Bạn Dũng, Hải Hà, Quảng Ninh và xóm Đồng Tâm do anh Tùng làm trưởng đoàn, xin mời đoàn vào thắp hương kính viếng.
sẽ vào thắp hương. Chúa bên thi hài ông quản Geronimo, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu các vị lên sẽ thắp nén hương trầm trước bàn thờ Chúa để tưởng nhớ tới linh hồn ông quản Geronimo. Xin được kính mời. Xin mời hai vị đặt lá hoa và vòng hoa lên trước bàn thờ Chúa để tưởng nhớ tới linh hồn ông quản Geronimo. Xin được kính mời. Và đặt vòng hoa đã xong, xin mời đoàn để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin mời đoàn về phòng khách số 2 để được xới nước và tham dự các giờ viếng tiếp theo. Giờ cầu nguyện tiếp theo, ban tổ chức tang lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ba đoàn anh em xa quê thành phố Vinh và giới trẻ đền thánh Bắc Trạch và anh em hội phường Hạ Long do ông Tháp làm trưởng đoàn. Xin mời ba đoàn vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Xin được kính mời. Cho trái tim say tàn nhanh, chúng ta lễ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho ba đoàn nên có đôi lời phân ưu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Kính thưa quý cố quý cụ, quý ông quý bà, kính thưa đại gia đình tang quyến cùng toàn thể quý cộng đồng hiện diện nơi gia tang, anh em chúng con trong ba miền Nam Bắc, anh em thành phố Vinh, nghe tin ông Chúa đã biến đổi, ông về với Chúa, anh em chúng con về đây trước hết
chia buồn cùng tăng quyến và cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa bớt phần phạt cho ông khi còn ở trần thế. Ông Quảng 72 năm sống trong trần thế, anh em con cháu ông cũng đi làm ăn cùng với anh em chúng con và cũng có rất nhiều đóng góp đối với xã hội và giáo hội. Vậy trước giờ cầu nguyện, con xin giới thiệu một vị lên đặt thắp hương và một vị lên đặt vòng hoa trước tôn nhan Thiên Chúa, trước hương hồn ông. Xin mời. Người cùng hợp ý cùng với chúng con để cầu nguyện cho ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng con nguyện danh cho Cha sáng đỡ Cha trị đến đi Cha thể hiện rất cũng như trên trời. Ơn nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin chưa để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kêu Maria để vô đức Chúa Trời cùng bà và có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thank you.
Giới trẻ và tất cả các quý vị đã hiện diện nơi giả tang hôm nay. Vì đường xá rất là xa xôi, qua một tuần thánh rất bận mải, em biết tất cả các anh và tất cả giới trẻ chúng ta đều hoạt động các giáo xứ trên toàn quốc. Hôm nay vì tình thương đến linh hồn Geronimo là người thân của Đại Tam Quyến, chúng em xin đại diện cho chị và tất cả các cháu của Đại Tam Quyến xin hết lòng cảm ơn tất cả các anh xa quê ba miền Trung Nam Bắc và trưởng ban giới trẻ và tất cả các giới trẻ đã có những câu động viên khích lệ từ những cú điện thoại từ các nơi trên miền Tổ quốc điện về động viên khích lệ gia đình, và hôm nay đứng sự trước linh cữu của người thân là linh hồn Geronimo đã dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha trong đêm thanh vắng này. Em xin đại diện cho gia đình xin hết lòng cảm ơn tất cả các quý vị nói trên, xin mời các quý vị lui lại phòng tang xơi nước và để cho gia đình xin được mời nước. Em xin chân thành cảm ơn. Nguyện cuối cùng trong ngày hôm nay là giờ cầu nguyện của toàn thể dòng tộc nội ngoại. Xin kính mời những ai chịu tang ông trong xin được kính mời tất cả anh em con cháu nội ngoại, những ai chịu tang ông xin mời ra cổng số 1 để lập thành đoàn vào viếng ông trong buổi tối ngày nay được muôn phần tốt đẹp.
Xin được kính mời toàn thể chúng ta hãy gom những nén hương để đảm bảo. Và để trước giờ cầu nguyện, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho dòng tộc nội ngoại lên có đôi lời phân ưu và làm chủ giờ kinh. Xin được kính mời ông. Thưa linh hồn ông Quảng Geronimo, ông thấu trang, từ khi ông được Chúa gọi ra khỏi thế gian, tất cả các đấng các bậc trong điển thánh, các vị quý chức và toàn thể cộng đoàn, các quý khách xa gần đã về để cầu nguyện cho ông và chia sẻ an ủi tang quyến trong lúc trống vắng này. Và giờ đây, trong lúc đêm khuya canh tảo, ông thấu cho là những người cha chú, là anh em, là con cháu, là các chắc của ông đang đứng trước linh cứu ông với sự ngậm ngùi thương tiếc nhớ nhung. Song mọi người trong dòng tộc nội ngoại cũng có ý thức rằng tất cả quyến những đau thương nhớ nhung bằng hành động là tin vào Thiên Chúa và lấy đức tin mà an ủi nhau. Và cũng giờ này đứng trước linh cứu ông rất là đông đảo con cháu trong đại gia đà đang hướng về quan tài linh cứu ông, và chỉ còn hơn một chục giờ đồng hồ nữa thôi thì thân xác của ông Geronimo được đưa ra thánh đường với cha dân thánh lễ cầu nguyện và đưa ông về nghĩa trang quê nhà để an táng. Và ông ở đó cùng với các bậc tiền nhân chờ ngày sống lại phục sinh cùng Chúa Kitô. Ai ai cũng biết ông được Chúa gọi ra khỏi thế gian trong tuần thánh, và đặc biệt là trong ngày Tam Nhật Thánh, ngày mà Chúa Kitô vượt qua chịu nạn chịu chết để cứu chuộc nhân loại, trong đó có ông Geronimo mà mọi người đang yêu sầu thương tiếc. Và giờ đây tất cả các quý vị trong đại tàng quyến sẽ có những nén hương, có những vòng hoa để kính viếng ông, và đặc biệt là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa sớm đưa ông về hưởng tôn nhan Chúa. Và giờ đây thay mặt cho dòng họ nội ngoại xin trân trọng và giới thiệu một vị đại diện cho đoàn lên thắp hương trước linh cứu ông. Xin trân trọng giới thiệu các vị đại diện cho trong đoàn lên đặt vòng hoa. Trong tâm tình đó, giờ đây lời ca tiếng hát và các lời Thiên Chúa cũng như xin vị công việc Chúa ban cho ông được những hạnh phúc mà Chúa đã hứa dành cho ông là nước thiên đàng. Xin nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thank you.
hồn sẽ đo đi mô đường lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mà nữ Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con trong gửi ra thánh đức mẹ Chúa Trời, xin Chúa Giêsu bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức nữ đồng trinh hiển vinh sang lang. Hằng chúng con ra khỏi mọi sự giữ âm mê. Lạy thánh lai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy tìm cực thanh cực tỉnh rất thanh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria dọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thanh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa nghe cho chúng con. Hai dòng họ, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà. Đặc biệt hôm nay, trong những ngày tháng qua, con cảm nhận được bố con sống trên ngôi nhà bé nhỏ này 72 năm. Trong những năm qua, bố con quyết định cho những cơn bệnh hiểm nghèo được quý cụ, quý ông, quý bà, cô rỉ, chú bác, hai dòng họ thăm hỏi, động viên tinh thần vật chất và an ủi trong gia đình bố mẹ và anh em chúng con. Con cảm nghiệm được đang lúc đứng đang đêm khuya thanh vắng, con cảm nghiệm thật sự là mất mát nỗi rất đau buồn cho gia đình mẹ và anh em chúng con. Vậy giờ đây trong những ngày tháng ở trong những ngày qua, trong dòng họ, hai dòng họ lo lắng sắp xếp lo toan mọi công việc cho anh em chúng con. Anh em chúng con khi lúc tang ra bối rối không biết làm được gì, chỉ biết trông cậy vào nhờ hai dòng họ. Hôm nay giờ phút cuối cùng đêm khuya thanh vắng, hai dòng họ dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha nhất. Để con tin chắc một điều, linh hồn ra đo đi mô bố của chúng con bây giờ không làm được gì nữa, chỉ biết nhờ cậy quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, ân nhân, thân nhân trong đại gia đình dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha nhất để chóng đưa linh hồn ra đo đi mô bố của chúng con về với Chúa. Vậy giờ đây chúng anh em chúng con chỉ còn mấy tiếng nữa là không còn bố chúng con nữa. Vậy chúng con không biết bám víu vào ai. Trước hết chúng con chỉ biết bám víu vào
Chúa và mẹ Maria. Sau nữa là anh mẹ con và anh em chúng con chỉ biết bám víu vào hai dòng họ, chứ không biết làm được một gì tính chất thiệt của anh em chúng con. Nếu chúng con có thiếu sót gì, con mong hai dòng họ lượng thứ và bỏ qua cho anh em chúng con. Và từ nay đi, chúng con không còn bố nữa. Bố ơi, chúng con lấy ai mà dạy bảo chúng con được? Chúng con chỉ nhờ tới dòng tất cả quý cụ, quý ông, quý bà của hai dòng họ để dạy bảo và che chở chúng con. Bố ơi, vậy giờ đây con xin cảm ơn tất cả quý cụ, quý ông, quý bà, hai dòng họ đều. Một lần nữa con nguyện xin Chúa Phục Sinh và mẹ Maria, Thánh cả Giuse, cả công bội hậu cho tới quý cụ, quý ông, quý bà của hai dòng họ. Vậy giờ đây anh em chúng con xin cúi đầu và cảm tạ tri ân. Cha thật rồi, cha ơi.